con là cát bụi, nơi bề dâu nhiều lầm lỗi sầu đau. Xin tạ lỗi người ơi, hôm nay con giã từ cuộc đời. Nguyện xin máu Thánh Chúa xóa tội con rồi, để con an vui về với Chúa. Đời người nơi bế dâu mang sầu đau, những lúc đang hững hờ Chúa đến nào ngờ. Trong đơn côi hay ngày mới, người ơi lúc Chúa tới, giã từ kiếp người về nơi an vui. Xin ở lại thôi hỡi người ơi, thôi nghẹn lời, hôm nay con giã từ cuộc đời. Xin ở lại thôi người thân ơi, thôi lệ rơi cát bụi về với Chúa trời. Đời người năm tháng trôi bao lầm lỗi, Chúa ơi con yếu hèn sao lắm buồn phiền. Hôm nay đây nương nhờ ai, nguyện xin máu Thánh Chúa xóa tội con rồi, để con an vui. Xin ở lại thôi hỡi người ơi, con giã từ cuộc đời. Xin ở lại thôi người thân ơi, thôi lệ rơi cát bụi về với Chúa trời. Bão tố mưa gió về thêm dối hơn nhiều. Hôm nay đây xin tha lỗi người ơi, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngay có tiếng hô to: đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của người, còn chính người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Sự sống kính thưa toàn thể tăng quyến, cuộc chi lễ nào cũng nhót đau thương, kẻ đi người ở lại bịn rịn nước mắt tuôn rơi. Đó là lẽ thường tình của con người trước cảnh biệt ly. Nhưng ra đi, kẻ ở người đi đều muốn giữ lại chút gì đó thật thân thương, như là một kỷ niệm lưu luyến về người thân của mình, sự gì cụ thể thắm đượm tình thân. Việc phát tang này là nhằm nói lên ý nghĩa chúng ta là những người thân trong đại tang quyến với
bà Teresa của chúng ta cùng chít khăn tang để làm tỏ lòng nhớ thương đến bà. Vì đời người mong manh như bọt bể chiều thu, ai người có thể thoát được cảnh sinh ly? Và còn hơn thế nữa, trong niềm tin vào Đức Kitô, vành khăn tang này còn nhắc nhớ cho chúng ta rằng màu trắng khăn tang là màu của niềm hy vọng phục sinh, là màu của chiếc áo trắng mà ta đã mang nơi mình khi lãnh phép thánh tẩy. Vì thế giờ đây chúng ta cùng cầu xin Chúa thánh hóa cho những chiếc khăn tang này, để khi chúng ta chịu tang cho bà Teresa, chúng ta càng thêm lòng tin cậy vào Thiên Chúa và sống gắn bó hơn với người quá cố. Còn đối với những người còn sống, chúng ta lại càng yêu thương đùm bọc nhau hơn. Ý cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng tạo thành, nguyện xin Chúa thánh hóa những tang phục này để chúng trở nên dấu chỉ của tình hiệp thông liên đới giữa những thành viên trong đại tang quyến chúng con với nhau và với người quá cố này, ngõ hầu khi chúng con mặc vào được thêm lòng tin tưởng vào Chúa và vào tâm hồn càng được an ủi hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây xin mời trưởng tộc lên nhận tang phục và mời các trưởng chi lên nhận tang phục từ tộc trưởng để phát ra cho đại tăng quyến. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày, tôi vẫn cứ như còn sống ngoài giấc mơ triền miên. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van nài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó. Vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Trước hết xin thay mặt cho toàn thể giáo xứ đến đây để tiễn biệt bà Teresa và cũng phân lưu với toàn thể tăng quyến, tiễn biệt một kiếp người với
87 năm với biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử của đời người, những vất vả trong cuộc sống độc thân, và nhất là những năm tháng cuối đời ốm đau bệnh tật. Vì thế hôm nay được về với Chúa quả thực là một giải thoát đối với bà. Xin Chúa mở tay nhân từ đón nhận, đưa bà về được hưởng quê trời, được hưởng tiệc cưới mà Chúa luôn luôn mời gọi tất cả mọi người chúng ta tham dự. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi đứng vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô tôi thần vinh phúc. Khi dân Sion qua khỏi tiếng lưu đầy, tôi vẫn cứ như còn sống ngoài giấc mơ triền miên. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi đứng vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô tôi thần vinh. Một nơi vĩnh viễn dọn sẵn cho chúng con trên trời, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ông Giuse người Arimathea xin ông Philato cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Giuse này là một môn đệ theo Chúa Giêsu nhưng cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Ông Philato chấp thuận, vậy ông Giuse đến hạ thi hài người xuống. Ông Nicodemo cũng đến, ông này trước kia đã đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân mộc dược được trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Nơi Đức Giêsu chịu đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai. Và hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa Cha đấng đã ban cho Đức Kitô phục sinh từ cõi chết, người là nguồn hy vọng độc nhất của chúng ta nhờ sự chết và sự sống lại của Con một người. Chúng ta tuyên xưng xác loài người sẽ sống lại, và giờ đây trong niềm tin cậy ấy chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Thiên Chúa Cha đang ngự trên trời, Chúa đã thương cho chúng con nhờ nhiệm tích rửa tội, được mai táng trong cái chết của Con Chúa và được sống lại trong sự phục sinh của Người. Xin cho chúng con khi chết, chúng con được chết đang khi sống trong ơn nghĩa Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, những ngày sống ở trần gian, chúng con phải cách xa Chúa, sống trong tâm tôi đức tin. Xin cho chúng con trong giờ sau hết được biết lìa bỏ xác thịt này, là chúng con được hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Kitô, lúc sinh thời Chúa hằng thao thức cứu giúp chúng con và hết thảy mọi người. Xin vì lời cầu nguyện chúng con dâng tiên Chúa mà thương tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Teresa chúng con đây. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã ban cho con trai bà hóa thành Na-im, con gái bị giao trướng được sống lại. Chúa đã xót thương, xoa dịu mọi nỗi khôn khó ưu phiền. Xin Chúa cảm thương, an ủi, lau sạch lệ sầu của thân nhân người qua cô chúng con đây. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lời
cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha ca sáng, nước cha chỉ đến, đi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chướng cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lời Chúa, xin Chúa đón nhận linh hồn tôi tới Chúa là Teresa mà Chúa đã thương gọi ra khỏi thế gian này về với Chúa. Xin cho linh hồn này thoát khỏi xiềng xích tội lỗi, về hướng hạnh phúc, an nghỉ và ánh sáng muôn đời, và được vinh quang sống lại giữa hàng các thánh và những người Chúa chọn, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lời Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi tắc thành vũ trụ hữu hình, Chúa đã ban phúc cho tất cả muôn vật. Khi ngôi lời nhập thế, Chúa còn thanh hoa cách lạ lùng hơn. Cúi xin Chúa giáng phúc trên chiếc áo quan này, để trở nên nhà tạm cho thân xác bà Maria, bà Teresa, trong lúc chờ đợi ngày quang lâm huy hoàng của Đức Kitô. Đấng đang ở bên hữu Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, người hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Từ chốn luyện hình u tối, không biết bao linh hồn công tham, niệm thần tình con mẹ nhân ơi, quyền mẹ thương yêu anh con cái ta hoàn này. Sau tiếng con tham còn vang vươn với anh nói ngủ ngoài lớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy loay đưa lòng tự vi, hãy chiếu soi em hỏi linh hồn. Ngày tháng rồi ta quên đắng, nào biết trong ai người nhớ thương. Sẽ sầu rưng rưng mở đôi mắt, lừa bao đêm ngày nung nấu đớn đau khôn lường. Sau tiếng khóc than còn
Chúa. Chúa ơi, xin xóa tội con theo lòng nhân tuấn hộ bờ. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Maria, thầy ơn phước đức Chúa Trời cùng bà là con phúc là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà được phúc là. Maria, đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là sẽ có trong thiên hạ. Maria, đức ơn phước đức Chúa Trời cùng bà và con phúc là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà được phúc là. Maria, đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là sẽ có trong thiên hạ. Mừng Maria đầy ơn phước đức Chúa Trời cùng bà là con phúc lạ mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Maria đức mẹ Chúa Trời con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Mừng Maria đầy ơn phước đức Chúa Trời cùng bà là con phúc lạ mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Maria đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Phang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúng con xây nên danh Chúa nhân từ cho linh hồn đê đê sáng được lên chốn kỳ ngợi. Chẳng xem thay mặt Đức Chúa Trời xanh lên vui vẻ vô cùng. Amen. Xin nghe tiếng con van nài,
giây phút này con nguyện Ngài. Tìm Ngài là sương mát trong cơn suốt mê man, tìm Ngài vầng trăng sáng đêm khuya những khi đau buồn, xin hương chớ chấp tội con đây dấu ở nhiều gian lúc con người nằm yên giấc ngủ mặt nhắc
buồn đẹp mãi niềm vui. Sự sống không vẫn nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Hãy nghe lời con thiết tha, tình thương nên ấm u con ngày đêm. Nhờ thân xác hồn chẳng làn ơn thiêng, lạy cha con con tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa. Kính thưa quý cô, quý cụ, quý ông bà, trong tăng quyến và tăng gia, mỗi người tín hữu chúng ta sinh ra trên đời đều mang một sứ mạng của Chúa đến trần gian để làm tròn sứ mạng của người tín hữu. Chúng tôi là những người ở trong hội người cao tuổi, hôm nay đến kính viếng cô giáo Teresa, là người tiên phong để phát huy văn hóa cho thế hệ trước của chúng tôi, đã cùng với cha cố Gagne dày công để vun đắp tình thương và một nền văn minh để lại cho có văn hóa cho thân hạ. 60 năm đã qua, cô ước mong được dự với dân xứ trong kỷ niệm đó, nhưng Chúa lại định khác, là cha xứ và dân xứ sẽ đến để kinh kiến cô. Ngày hôm nay, trong ơn gọi của Chúa, kêu gọi cô về để phục vụ Chúa trên thiên quốc, hội người cao tuổi của chúng tôi đến để kinh viếng và cùng với tăng gia tăng quyến tỏ lòng thương tiếc. Chúng tôi cũng xin mời mọi người cùng so sánh hiệp ý với chúng tôi để chúng ta dâng kinh nguyện hôm nay. Xin Chúa thương ban hồng ân tha thứ để cô còn có gì mảy may nào chưa đẹp lòng Chúa, thì xin Chúa thương thứ tha và đón nhận cô vào nước Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha càng sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, thì cũng sẽ được sống lại nơi Đức Kitô như vậy. Niềm hy vọng của chúng ta đã chiếu sáng trên trần gian này là nhờ Đức Kitô đã giao hòa ta cùng Thiên Chúa. Kính thưa quý vị, trong hội người cao tuổi của Phường Lộc Tiến cũng như của giáo xứ Tân Hà, khi hay tin linh hồn Teresa là người thân của chúng con được Chúa gọi về, quý vị đã không ngần ngại dành thời gian cũng như sức khỏe quý báu của mình đến đây để chia buồn, kính viếng và nhất là dâng lên Chúa những lời kinh để cầu nguyện cho người thân của chúng con. Như vị đại diện vừa có lời chia sẻ, có thể nói rằng những năm tháng mà những người đồng cảnh ngộ khi bước vào Trung Nam để bắt đầu lập xứ, đó những lời chia sẻ mà thế hệ chúng con chưa được nghe tới. Hôm nay nhận thức được điều đó, chúng tôi hiểu được rằng điều đó đã nói lên tình liên đới và tình yêu thương của những người kêu tôi hiểu với nhau. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết nguyện xin Chúa Giêsu Mẹ Maria Thánh Cha Giuse trả công bội hậu cho quý vị và quý quyến. Với tính yếu đuối mọng giòn của con người,
chắc rằng khi còn sống, người thân của chúng con không tránh khỏi những thiếu sót dù lớn nhỏ. Xin quý vị thêm lời cầu nguyện thêm nữa cho người thân của chúng con. Vào lúc 18 giờ chiều ngày mai thứ hai ngày 13 tại Tư Gia sẽ có thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn người thân của chúng con do cho cha Thomas Phạm Huy làm. Và 5 giờ sáng ngày 13 ngày 14 thứ ba tại nhà thánh đường giáo xứ nhà, các cha sẽ dâng thánh lễ sau cùng để cầu nguyện cho người thân của chúng con. Vậy kính mời quý vị với chút thời giờ đến để tham dự thánh lễ cũng như tiện đưa người thân của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trước khi hết lời, một lần nữa gia đình chúng con xin được đồng cảm tạ và xin mời quý vị ở lại dùng với gia đình chúng con đi nhé. Chúng con xin cảm ơn. Kính thưa tăng gia và tăng quyến, cho phép chúng tôi được gọi là bà giáo, bởi vì nói đến cô giáo Liễu thì chắc chắn là ở Tân Hà không ai xa lạ và tất cả mọi người đều biết. Trong chúng tôi cũng có những người được cô dạy, cũng có người không được học cô nhưng cũng đã từng biết cô. Ngày hôm nay Chúa gọi bà giáo về với Chúa, chắc chắn đã để lại trong gia đình những nỗi thương và nhớ. Chúng tôi xin đến để được chia sẻ cái sự thương nhớ đó, cũng như để đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Teresa sớm được về hưởng Thánh Chúa. Giờ đây xin gia đình cùng với anh em trong nhóm gia trưởng của giáo sư Mân Cô Tân Hà và tới đây để kính viếng bà giáo và cũng xin để cầu nguyện cho bà giáo. Xin mọi người cùng hiệp thông với chúng tôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Từ vực sâu con kêu cầu lên Chúa, nguyện xin Chúa hãy lắng nghe. Kính thưa quý vị, trong hội gia trưởng giáo sư Mân Côi Thân Hà, khi nghe tin người thân của chúng con là linh hồn Teresa được Chúa gọi về, quý vị đã không quản ngại dành thời gian cũng như sức khỏe quý báu của mình đến đây để chia buồn kính viếng và đặc biệt là dâng lên Chúa những lời kinh tiếng hát để cầu nguyện cho người thân của chúng con. Trong những tháng dài, ngày dài đau bệnh, có thể nói được rằng thành viên trong gia đình của chúng con đã chuẩn bị tinh thần cho ngày buồn hôm nay. Nhưng với hai chữ cô giáo nghe thân thương và gần gũi, có thể nói rằng đã làm vơi đi rất nhiều những đau buồn mà chúng con đang gặp phải hơn trong ngày hôm nay. Xin Chúa qua những hy sinh và của quý vị mà trả công bội hậu cho quý vị và quý quyến. Với 87 năm sống ở trên đời, không có thể nào nói là tránh khỏi những thiếu sót dù lớn nhỏ. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện thêm nữa cho người thân của chúng con. 6 giờ chiều mai ngày 13 vào lúc tại Tư Gia, cha Thomas Phạm Huy Lãm sẽ dâng thánh lễ tại Tư Gia của chúng con. Và 5 giờ sáng ngày 14 thứ ba tại nhà thờ giáo xứ Thanh Hà, các cha sẽ dâng thánh lễ sau cùng để cầu nguyện cho người thân của chúng con. Vậy tăng quyến chúng con xin mời quý vị bước chút thời giờ đến tham dự thánh lễ cũng như tiễn đưa người thân của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trước khi hết lời, một lần nữa tăng quyến chúng con xin được đồng cảm tạ và xin mời quý vị ở lại dùng với gia đình chúng con đi nước. Chúng con xin cảm ơn. Bà Teresa sau cuối thẳng tất cuộc đời mình ở trần gian, bà đã được Chúa gọi về. Sự ra đi nào cũng để lại những đau thương mất mát, nhất là ra đi của một người thân thương nhất. Xin Chúa là Cha rất nhân từ, thương xót ban nhiều ơn lành cho gia đình và
Bà Teresa cũng đã có thời gian cùng đồng hành với chúng tôi trong những giờ kinh lòng thương xót. Giờ đây chắc chắn bà cũng được Chúa thương xót do tự nhiên bên Ngài. Nhưng cuộc sống con người đầy dẫy những yếu đuối mỏng giòn. Do đó, giờ đây xin mọi người hãy cùng hiệp ý cùng chúng tôi để dâng lời cầu nguyện cho bà Maria sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Nên anh cha và con và thánh thần. Amen. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lân toán vô bờ. Chúa nhân từ kính thưa tăng gia cùng tăng quyến, được tin linh hồn Mẹ Teresa được Chúa gọi về cộng đoàn huynh trưởng chúng con cũng đến đây để dâng lời cầu nguyện hiệp ý với gia đình, để cầu nguyện cho linh hồn Teresa. Xin gia đình cùng hiệp ý với chúng con để nguyện xin Thiên Chúa tha bớt phần phạt cho linh hồn Maria, và giờ đây xin gia đình cùng hiệp ý với cộng đoàn chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con nay trở về cùng Chúa ơi. Ngài là Thiên Chúa đấng nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mong con thoái hư. Chỉ là vui ân con phải vương tục yêu đuối, dẫn con trên đường lành vì chung ân nghĩa muôn đời. Chúa bớt phút thời gian tham dự để nhân thêm lời cầu nguyện cho bà sớm được hưởng nhan thánh Chúa, và trở đây tham gia vào thân quý chúng tôi xin đồng bái thành. Thank you.
gọi con về. Trong ngày Chúa tới gọi con về. Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ giã cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi. Con đây bao lỗi lòng, nguyện Chúa ân xa thứ tha. Lòng thành thề hứa đường dìu về Chúa. Chúa tới gọi con về. Trong ngày Chúa tới gọi con về. Trở về cùng Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa thưa tăng gia và tăng quyến, được tin bà phố Teresa được Chúa gọi về, cộng đoàn giáo họ chúng tôi đến đây để kính viếng cụ và đồng thời cùng với gia đình dâng lên Thiên Chúa những lời kinh, những lời nguyện khẩn cầu xin Chúa mở lòng nhân từ, tha thứ bớt những hình phạt mà do những lỗi lầm trong lúc sinh thời bà Teresa đã mắc phải. Xin Chúa mở rộng lòng thương xót mà sớm dẫn đưa bà Teresa về hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng tôi cũng biết rằng sự ra đi của bà Teresa để lại cho tăng gia tăng quyến nhiều nỗi buồn rất sâu sắc. Chúng tôi nguyện xin Chúa và mẹ Maria là nguồn an ủi ban ơn xuống cho tăng gia và tăng quyến, để nhờ sự nâng đỡ của mẹ Maria, tăng gia sẽ vượt qua những nỗi đau buồn trước sự ra đi của bà Teresa. Giờ đây xin mọi người cùng với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa những lời kinh khẩn nguyện để động được tới lòng thương xót của Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tôi vẫn cứ như còn sống hoài giấc mơ triền miên. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi ngâm Chúa cha lần cứu đơn chú đó chúng ta vinh quang muôn đời của ta. Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ sống với Ngài. Nếu ta cùng đau khổ với Ngài, ta sẽ thống trị với Ngài. Con hãy nhớ rằng, con hãy nhớ rằng Kitô Giêsu Kitô trong kẻ chết kẻ chết Ngài đã phục sinh. Trong gian truân con đã kêu cầu
và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa xúc con xuống lòng vực thẳm, giữa muôn cuồng sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng xô lâm tấm thân con. Trong gian chuôn con đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa, và Chúa đã con chan chứa dòng lệ thắm, ngước trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn con tin cậy nơi Chúa vẫn chung kia. Con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng con. Và Chúa đã nghe tiếng con. Trong tay Chúa con, những kẻ làm dân đứng Chúa trời đêm ngày, hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành, hãy thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, nghe làm dân người thay thay. Lạy Chúa con, xin ban cho linh hồn Teresa được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh hồn Teresa cho khỏi tù ngục và được đi yên. Amen. Trong giờ phút này đây, trong một vài chục phút tinh lặng, chúng ta thử nhớ đến người em, người chị, người dì, người bà, người cụ, người thân yêu của chúng ta, rồi của Chúa đã đưa về đến công nhân của Chúa. Tôi không chết, tôi đi vào cõi sông. Chúng ta tin rằng người thân yêu của chúng ta xa lìa chúng ta về mặt thể lý, về mặt con người, nhưng người thân yêu của chúng ta trong lòng tin chắc chắn người thân yêu của chúng ta được tôn vinh của chính Chúa. Bởi vì chính Chúa đã từng nói với chúng ta, ta là người, là sự thật và là sự sống. Hơn bao giờ hết, sự bao thương bất mát này, người thân yêu của chúng ta tưởng chừng ở xa chúng ta, nhưng lại ở gần chúng ta hơn bao giờ hết. Trước đây chỉ ở với chúng ta về phương diện thể lý, nhưng giờ phút này đây, người thân yêu của chúng ta lại ở gần với chúng ta. Ở gần là ở trong con tim của chúng ta, trong ký ức của chúng ta. Khi chúng ta nhớ đến trong lời kinh cầu nguyện của chúng ta,
thì người thân yêu lại ở trong cõi lòng của chúng ta. Vì thế trong giờ phút này, chúng ta dành một vài giây phút để nhớ lại những tình cảm, những gắn bó ở cuộc đời về mặt thể lý và tình cảm của người thân yêu đã dành cho người trong tư cách là một người em, một người chị, một người dì, một người bà, một người cô dành cho tất cả trong gia đình chúng ta. Trung thành với kinh mưu côn thì trong giờ lâu chung thì mẹ sẽ ở cùng, và trong giờ phút linh thiêng này chúng con cũng xin dâng lên mẹ những lời kinh mưu côn để chúng con cũng cầu xin cho người thân yêu của chúng con cũng được như mẹ được hưởng vinh quang của ban ngôi Thiên Chúa chúng con của nước trời. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đặt xin cho các linh hồn ấy được sự sáng bộ cùng hằng soi cho yên. Amen. Ngày nay từ người của chúng ta lặng lẽ lên đặt tay lên để thân yêu của chúng ta, như vậy chúng ta cũng cầu xin Chúa và chúng ta cũng nói lên lời xin lỗi của mỗi người chúng ta ắt hẳn trong cuộc sống. Đôi lúc chúng ta vẫn chưa thu gọn bổn phận của mỗi người chúng ta, một cách nào đó chúng ta đã làm cho người thân yêu của chúng ta bồi bàn của chúng ta. Thì giờ phút này chúng ta xin lỗi bà để xin bà cũng bầu cử cho mỗi người chúng ta để cầu nguyện tất cả mọi người chúng ta còn lại trên sông ấy này có những nơi đưa đời sống hiền lành nhân hậu, yêu thương hết được, yêu thương con, yêu thương cháu và yêu thương anh sẽ là nhân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bằng lời ca hát. Ngàn dân tung buông, tôi thật vinh vong. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu này, tôi vẫn cứ như bọn sống lại dân vỡ truyền miên. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi đứng vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Trong tâm tình khó khăn, chúng ta kính thắng lại nói về Đức Mẹ. Chúng ta cầu xin Đức Mẹ hướng dẫn đưa người thân yêu của chúng ta về tối nay tháng Chúa. Mẹ tôi đừng còn dõi bước theo mẹ. Sẽ có một
Thưa quý mẹ trong giới hiền mẫu, được tin bà Teresa được Chúa thương gọi về là người thân yêu trong gia đình của chúng con, các mẹ đã đến đây dâng lời kinh tiếng hát lên Thiên Chúa. Những cử chỉ của quý vị đã đem đến cho gia đình của chúng tôi một niềm an ủi. Trong thời gian bà Teresa nằm trong giường bệnh, bà cũng được quý mẹ đến động viên, an ủi, đọc kinh, chăm sóc. Những cử chỉ cao đẹp đó đã đem đến cho
cho bà Teresa một niềm động viên rất lớn lao trong thời gian bà còn đang nằm trong giường bệnh. Ngày hôm nay khi bà về với Chúa, sự ra đi của bà rất đột ngột và đem đến cho Tan Gia và Tan Quyến chúng con một niềm tiếc thương vô bờ, nhưng đã được các mẹ đến đây an ủi, động viên, dâng lời kinh tiếng hát đã làm vơi đi phần nào cái sự đau thương mất mát mà Tan Gia và Tan Quyến chúng con đã trải qua. Trong thân phận mỏng giòn của con người, qua 87 năm sống tại dương thế và đặc biệt 60 năm đã sống tại giáo xứ này, không trai không tránh khỏi có những điều lỗi lầm đối với Thiên Chúa cũng như đối với bà con trong giáo xứ. Thì ngày hôm nay gia đình con cũng xin bà con trong giáo xứ bỏ qua những lỗi lầm mà linh hồn Teresa, thứ nhất là xúc phạm đến Chúa, thứ hai nữa là lỗi phạm đến mọi người trong giáo xứ. Thì cũng xin các mẹ thêm lời kinh cầu nguyện thêm để Chúa tha bớt hình phạt mà sớm đưa linh hồn thêm về xa về Chúa. Nhân danh Chúa Cha, nhân danh Chúa Con, nhân danh Chúa Thánh Thần, linh hồn Teresa hãy chúc tụng Thiên Chúa vì công nghiệp con cha Chúa chúng con. Amen. Con cũng xin là báo đến giới hiền mẫu là chiều nay lúc 6 giờ và cha Thomas Phạm Huy Lãm sẽ làm lễ tại gia cầu cho linh hồn Teresa, và sáng mai vào lúc 5 giờ sáng tại giáo xứ Minh Khôi thân yêu của chúng ta, cha sở sẽ cử hành thánh lễ cuối cùng để tiễn đưa bà đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ sót, xin quý các mẹ đồng niệm tình tha thứ, tang gia chúng con đồng bái tạ. Sinh ký tử quy, sống gửi thác về là quy luật của mọi tạo vật. Sự chết là một thực tế mà mỗi người chúng ta vẫn phải luôn đối diện. Nhưng niềm tin Kitô giáo chỉ cho chúng ta rằng chết không phải là đã hết, mà sau sự chết là sự sống vĩnh cửu ngàn thu, và chúng ta sẽ lại gặp nhau trong trời mới đất mới. Theo tình cảm tự nhiên của con người, sự ra đi của bà Teresa đã để lại một niềm tiếc thương vô hạn cho Tăng Gia và Tăng Quyến. Bà Teresa là những người đầu tiên đến định cư ở giáo xứ Mân Côi Tân Hà này. Đến nay đã tròn 60 năm. Qua 60 năm đấy, chắc chắn bà cũng đã hy sinh đóng góp rất nhiều để xây dựng giáo xứ. Giờ đây, trước khi chia tay, giáo xứ cũng bày tỏ lòng tri ân đến bà. Và trong cái tâm tình hiệp thông, hội đồng giáo xứ xin được phân ưu chia buồn với Tăng Gia và Tăng Quyến
Và cũng xin tăng gia và tăng quyến cùng hiệp dâng lời cầu nguyện để Chúa sớm đưa bà Teresa về hưởng hạnh phúc nước Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nước vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đầy, tôi vẫn cứ như còn sống ngoài giấc mơ triền miên. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nước vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sắc, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện. Bài tin mừng theo Thánh Gioan. Lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha của Thầy có nhiều chỗ ở. Amen. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa quý chức, quý ông trong hội đồng giáo xứ Minh Côi Tân Hà, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Dẫu biết rằng kẻ trước người sau rồi sẽ bước đến cái chết, nhưng sự ra đi của bà Teresa là người thân yêu trong gia tộc của chúng tôi đã đem đến cho gia đình một niềm tiếc thương vô bờ bến. Nhưng ngày hôm nay được quý ông trong hội đồng giáo xứ đến dâng lời kinh tiếng hát, những lời chia sẻ, đó là niềm động viên an ủi rất lớn lao đến gia đình của chúng tôi. Và những lời kinh tiếng hát của quý ông dâng lên Thiên Chúa, chúng tôi tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ nhậm lời mà tha bớt hình phạt cho linh hồn Teresa, mà sau trải qua 87 năm trên dương thế không tránh khỏi lỗi phạm đến Ngài. Và cuộc sống ở dương thế trong thân phận mỏng giòn đó, những lỗi lầm đó còn rất nhiều thời gian thanh luyện để được xứng đáng trong cái niềm sự vô cùng của Thiên Chúa, thì cũng xin quý ông tiếp tục dâng lời cầu nguyện để Thiên Chúa nhìn đến mà giảm bớt hình phạt cho linh hồn Teresa. Những nghĩa cử của quý ông chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, là nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành xuống cho quý ông và gia đình, cho quý ông được nhiều sức khỏe, được nhiều nhiệt huyết để phục vụ cho giáo xứ nhiều hơn, đem đến cho giáo xứ bộ mặt mới và phát triển hơn. Và ngày mai 5 giờ sáng cũng mời quý ông trong thánh lễ cuối cùng để tiễn đưa bà Teresa ra nghĩa trang, xin quý ông tham dự và tiếp tục cầu nguyện. Và trong lúc tăng gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin quý ông niệm từng xa tha thứ, tăng gia chúng tôi đồng bái tạ.
Chúng tôi được tin và chúng tôi là thông gia của ông Bà Đề, được tin Chúa gọi bà Teresa về với Chúa. Chúng tôi đến để chia buồn cùng với Tăng Quyến và cũng để thêm lời cầu nguyện cho bà Teresa. Dù cuộc sống là hơn 80 năm ở trần gian này, đối với Chúa thì cũng rất là nhiều công lao, nhưng mà đối về con người tội lỗi thì chắc không thể thiếu được những cái điều với thai nhân, với Chúa. Vì vậy chúng tôi cũng đến để thêm lời cầu nguyện cho bà sớm được Chúa đưa về với Chúa. Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh thì gia đình với chúng tôi để dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Nhân lên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa Mẹ Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội kỳ này và trong giờ lần tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và con cũng cả hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội kỳ này và trong giờ lần tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà con cũng cả hơn mọi người nữ, và Giêsu con Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội kỳ này và trong giờ lâm tử. Amen. Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội kỳ này và trong giờ lâm tử. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội kỳ này và trong giờ lâm tử. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội kỳ này và trong giờ lâm tử. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội kỳ này và trong giờ lâm tử. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Từ đời từ vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Teresa được lên chốn nghỉ ngơi, hẳn xem thấy hoàn Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Con tuyên xưng Chúa đã chết đi. Con tuyên xưng Ngài đã sống lại trong vinh quang, mai Ngài lại đến đón chúng con lên trời về với Chúa Cha. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Daniel: thời ấy có sẽ đứng lên Ma-sen, vị tướng cả, kẻ đứng bên con cái dân người. Thời sẽ là thời quấn bách như Chúa như chưa từng có cho đến bây giờ. Nhưng thời ấy dân người sẽ thoát nạn, mọi kẻ gặp thấy ghi danh trong cuốn sách, và trong những kẻ nằm ngủ trong bụi đất, nhiều người sẽ thức dậy, kẻ thì dành cho sự hằng sống, kẻ thì chuốc lấy ô nhục làm đồ, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho tặng cho con. Vậy sự chết đối với chúng ta không còn là sự bi đát và tuyệt vọng nữa, nhưng nó đem đến cho chúng ta niềm hy vọng là bằng chứng chắc chắn được sống lại với Chúa Kitô. Đối với những ai tin, cậy và kính mến người, chúng ta hãy cảm tạ người và dâng lên Chúa lời cầu nguyện, để cầu xin cho linh hồn Teresa được sớm về hưởng thánh nhan chuôn cuộc sống đại dương, bao dòng nước cuốn trôi, ba chiều phong ba cùng xô lấp
tấm thân tôi. Trong gian truân tôi đã kêu cầu, mà Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi lại van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi. Kính thưa ba má, anh chị Tuyến cùng các cậu, các mợ. Và hôm nay được ba má, anh chị Tuyến và các em đến đây dâng lời tuyên tiếng hát cầu nguyện xin Chúa, để xin Chúa giảm bớt hình phạt mà đưa linh hồn bà Teresa là người thân yêu của trong gia đình của chúng con. Lúc này bà rất cần những lời tuyên tiếng hát đó, cho nên những lời tuyên tiếng hát của gia đình của mình dâng lên Chúa. Tôi chắc chắn rằng Chúa sẽ nhận lời mà giảm bớt hình phạt mà đưa linh hồn Teresa cũng hầu trong của xin Chúa. Cho nên chúng con không biết nói gì hơn, và nguyện xin Thiên Chúa ban cho ba má, anh chị Tuyến cùng các em được nhiều sức khỏe. Và sau khi thánh lễ ngày mai, con xin gia đình mình, ba má, anh chị Tuyến cùng các cậu, các mợ là đến gia đình con để có một bữa cơm. Ba má. Mới tối qua đã xong rồi, giờ là chú gì lên trên buồn với cháu tăng viết chú gì xin tâm lời kinh tế hát để cầu nguyện cho Teresa. Xin tăng viết hợp ý chúng tôi để cầu nguyện cho linh hồn bà Teresa. Thân cha và con là thánh thần. Amen. Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Thưa thánh thần, tôi tin có hội thánh hàm có ở khắp thế này. Các thánh thông công, tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Con lạy Chúa con. Ngày mai, sự sống con bớt nhưng chỉ đổi thay. Chú chị ơi, con xin đại diện cho tham gia và thánh chế của mình con. Cảm ơn chú gì đã đến dân để tin tiếng hát. Mình xin Thiên Chúa đã trả bớt hình phạt mà đưa linh hồn Teresa mau chóng trở về với Chúa. Thì chúng con biết nói gì hơn là nguyện xin Thiên Chúa ban cho chú gì được sức khỏe. Và chiều nay lúc 6 giờ có thánh lễ tại gia của cha Cô Ma Phạm Huy Đạm nhân thánh lễ cầu nguyện cho bà Teresa. Và sáng mai lúc 5 giờ sáng thì cha sở sẽ dân thánh lễ và tiễn biệt cuối cùng, đưa bà đến nơi an nghỉ cuối cùng. Và sau cái thánh lễ thì con gia đình con kính mời chú gì là đến gia đình con để bữa cơm gia đình chúng con, để gia đình con có những thiếu sót xin chú gì bỏ qua để con là bái tạ. Tôi xin thay mặt cho cha phó về ông chủ trưởng phòng thánh của thánh tâm của ông chủ năm. Trước hết chúng tôi muốn để xin chia buồn với cả nhà thân tín, các thiên để chia buồn với ông chủ năm, người con gia đình và phố gia đình của các bà chú tôi đi xem. Dù là người sống độc thân nhưng cũng là người hiểu con cả trong các mắt vì người là luôn luôn
nhiều con, nhiều cho cháu ở như này. Và chỉ ít chút tâm sự với Tăng Tuyến thì tôi hiểu được đời sống của bà rất là đặc biệt. Bà có đời sống độc thân nhưng mà lại đã đóng góp rất là nhiều với gia đình, công việc để nâng đỡ con cái cho cả nhà. Và rất là có tấm lòng tỏa ra để phục vụ theo số tận nhà. Chính vì thế mà giờ phút ở đây chúng tôi đến để chia buồn cái sự mất mát với gia đình. Và giờ đây xin gia đình được gặp kính với chúng tôi để dâng lời xin tên hát cầu nguyện cho bà tôi đi xa. Như dân che và con và thân thần. Amen. Khi Chúa thương gọi tôi về, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Một lần nữa tôi xin thay mặt cho ông chủ trưởng phòng thánh Giao Trường Long, cũng như thay mặt cho cha phó, cũng như cộng đoàn giáo dân giáo dân thánh thần, xin chia buồn với chủ Long với thành phố với toàn thể đại thánh. Kính thưa cha sở, giáo sư Thánh Tâm, ông chủ tâm, hôm nay được tin và bà Teresa là người thích yêu trong gia tộc chúng con vừa mới qua đời, thì được cha với ông chủ đến dâng lời kinh tiếng hát lên, đó là một niềm quý báu vô cùng. Trước tiên là đối với linh hồn Teresa, sau đến với gia tộc của gia đình chúng con, thì được cha đến dâng lời kinh, đó là một được vinh dự. Có nghĩa rằng những lời kinh tiếng hát của cha là đại diện cho một giáo xứ tới, thì xin Chúa chắc chắn Ngài sẽ nhận lời mà tha bớt hình phạt, mà sớm đưa linh hồn Teresa về hưởng nhan Thánh Chúa. Thì gia đình Tăng Quý và Tăng Gia chúng con không biết nói gì hơn là xin gọi đến cha và nguyện xin Mẹ Maria bầu cử cùng xin Chúa ban cho cha chùa của cha phó cũng như là giáo dân thánh thần được nhiều sức khỏe, và đặc biệt là cha có thêm sức mạnh và để cha có thể là điều hành cái giáo xứ Thánh Tâm càng một tiến triển hơn. Một lần nữa Tăng Gia và Tăng Quý chúng con đoàn bái tạ. Kính thưa Tăng Gia và Tăng Quý, chúng tôi là chi bộ ban tổ dân phố và ban công tác mặt trận được tin bà Teresa của Tăng Quý Chúa gọi về, chúng tôi thành thật đến để chia buồn cùng Tăng Quyến và Sơn cầu xin Chúa và được Mẹ Maria đưa linh hồn Teresa về với nhà Thiên Chúa. Xin cảm ơn bà. Tôi xin đại diện với gia đình và các lên mặt trận chi bộ đã có khi biết tin bà cụ là gia đình mất đi đến thăm viếng, thì đó là một niềm động viên rất lớn cho gia đình. Thì gia đình cũng rất là cảm ơn, không biết nói gì hơn là cũng cầu chúc cho bên mặt trận gia đình cũng như mặt trận chi bộ rất nhiều sức khỏe và còn phải khắc đây.
Tam Quyến. Kính thưa quý cha, quý sơ cùng quý Tam Quyến, được tin Thiên Chúa đã gọi linh hồn bà cố Maria và cố Teresa về với Chúa. Công đoàn giáo họ An Phong Xô chúng tôi đến đây xin được chia buồn cùng cha, cùng toàn thể quý Tam Quyến và đặc biệt với ông bà Trùng Dũng, cũng là người đang phục vụ trong Hội đồng Giáo sứ và Hội đồng Giáo họ An Phong Xô chúng tôi. Chúng tôi xin được chia sẻ và cảm thông tất cả những nỗi buồn đang đè nặng trên từng người trong gia đình quý vị. Và chúng tôi cũng vô cùng thương tiếc linh hồn Teresa, là một thành viên trong giáo họ An Phong Xô chúng tôi, cũng đã cộng tác rất nhiều năm đối với giáo họ và xây dựng giáo họ. Chúng tôi cũng xin được cảm thông và chia sẻ tất cả những nỗi buồn và những gánh nặng đang đè nặng trên từng người trong gia đình quý vị. Và chúng tôi cũng xin được, và chúng tôi cũng rất thương tiếc linh hồn Teresa. Thế nhưng trong niềm tin của người Kitô giáo chúng ta, sự chết không có nghĩa là hết, nhưng chỉ là một biến đổi để tiến vào một đời sống mới. Và hôm nay đứng bên cạnh linh cữu linh hồn Teresa, xin Tam Quyến hãy hợp cùng với giáo họ chúng tôi dâng lên Thiên Chúa những lời cầu khẩn thiết tha. Xin người mở liệu hải hà khoan hồng thứ tha và sớm đưa linh hồn Teresa về với Chúa. Chúa là thần từ bi nhân ái, không chấp nhận mà chỉ có xót thương. Linh hồn tôi, bản thân tôi xin ca tụng Chúa đến muôn đời. Trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, cả thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hạt sống vậy. Kính thưa hội đồng giáo họ, kính thưa anh chị em ca đoàn và cộng đoàn Thiên Chúa giáo họ An Phong Xô, khi được tên người thân của chúng con là linh hồn Teresa được Chúa gọi về, quý vị đã không quản ngại dành thời gian cũng như sức khỏe quý báu của mình đến đây để kính viếng chia buồn và nhất là dâng lên Chúa những lời kinh tế hát để cầu nguyện cho người thân của chúng con. Với 60 năm sống xia ngọt sẻ bùi cùng với giáo họ, có thể nói đã để lại những tình cảm lưu luyến mà vị đại diện vừa mới chia sẻ với Tam Quyến của chúng con. Kính thưa quý vị, những tháng dài đau bệnh, quý vị đã dành thời gian đến để thăm hỏi người thân của chúng con. Và khi người thân của chúng con ra đi, quý vị đã hy sinh dành những sự ưu ái đến đây để cầu nguyện cho người thân của chúng con. Đó là điều đó đã nói lên tình liên đới giữa những người con cái của Chúa với nhau. Và cũng những thời gian dài đó, Tam Quyến của chúng con có thể nói được rằng từng thành viên
đã chuẩn bị cho mình tinh thần của ngày buồn hôm nay. Nhưng được sự quan tâm yêu thương của quý vị và những lời cầu nguyện xuất sắc của quý vị đã đem lại cho linh hồn Teresa, tại vì chúng con tin chắc rằng Chúa sẽ dũ lòng đón nhận và tha bớt tình phạt cho người thân của chúng con. Vào lúc 5 giờ sáng mai tại Thánh đường nhà thờ giáo xứ nhà, quý cha sẽ dâng thánh lễ sau cùng để cầu nguyện cho linh hồn Teresa. Tạm biệt chúng con, xin kính mời quý vị đến để hiện dâng thánh lễ và tiễn đưa người thân của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Một lần nữa, trước khi hết lời, tạm biệt chúng con xin được đồng cảm tạ và xin mời quý vị ở lại cùng với gia đình chúng con đi nước. Chúng con xin cảm ơn. Xin mời tham gia và tăng quyến cùng hợp với cộng đoàn giáo họ Thánh Vinh Sơn Liêm chúng tôi trong giờ kinh nguyện để cầu nguyện cho cụ bà Teresa. Và cũng trong tinh thần yêu mến cụ bà Teresa cũng như gia đình, cộng đoàn giáo họ Thánh Vinh Sơn Liêm chúng tôi cũng xin có một thánh lễ để cùng với gia đình cầu nguyện cho cụ bà Teresa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Từ vực sâu con kêu cầu lên Chúa, nguyện xin Chúa hãy lắng nghe lời kêu khẩn chớ chấm tôi, nhưng xót thương hồn con Chúa ơi. Này hồn con luôn hy vọng Chúa, nguyện xin Chúa hãy nói thương lời than khóc, tiếng khấn cầu vang khắp muôn hình bao xót xa. Ôi này Chúa, nếu chấp tội con đây, dương gian kia nào ai đứng vững? Kính thưa Đại Thanh Tra và Đại Quyến, chúng tôi cộng đoàn giáo họ Thánh Gia được tin cụ bà Teresa Chúa đã gọi về. Sự ra đi của cụ bà là một dấu ấn mất mát vô cùng to lớn đối với Thanh Gia và Thanh Quyến. Chúng tôi xin kính viếng trước linh cữu của cụ bà Teresa và giờ đây xin mọi người cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa những lời kinh nguyện. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho cụ bà được sớm về hưởng côn nhan Thánh Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đây con dâng Chúa những lời kinh, và này đây con dâng Chúa những hy sinh, bao tội tình tháng ngày dài xa chốn ngục hình, dần đưa về dần cõi thiên đình. Xin Chúa thương linh hồn Teresa, xin Chúa thương linh hồn Teresa, và tha thứ ngàn muôn tội đời. Xin Chúa thương linh hồn Teresa, xin Chúa thương linh hồn Teresa, và dân tới phúc vinh muôn đời. Kính thưa Tăng Gia Tăng Quyến và gia đình hai bạn Dũng Nguyệt, kính thưa Bác Liễu, chúng con được tin Chúa gọi bắt về. Trong tâm tình của những người cháu và bạn bè của Dũng, chúng con cảm thấy một điều vô cùng thương tiếc. Trong cuộc sống thường ngày, chúng con nhận ra một điều rằng trong 60 năm trời Bác sống tại ở đất Tân Hà này, Bác để lại cho chúng con rất nhiều gương trong nhân cách xử sự, đối nhân xử thế, trong cách nói chuyện với lại tất cả những người thân.
bao giờ bác cũng nhẹ nhàng, yêu mến và tình cảm. Điều mà chúng con cảm thấy rằng chúng con cần học rất nhiều nơi bác, đó là sự khiêm tốn và yêu thương. Trong tâm tình sự chết và phục sinh của Chúa, chúng con cũng tin rằng sự ra đi của bác cũng chỉ là một sự thay đổi về quê trời vĩnh viễn. Chúng con cũng chỉ biết dâng lên những lời tin tiếng hát. Nếu bác còn thiếu sót điều gì thì chúng con tin rằng với lòng người cha nhân từ cũng sẽ tha thứ và sớm đưa bác về hưởng tôn nghiêm Chúa. Và bây giờ phút này chúng tôi cũng xin mời tăng gia, tăng quyến và mọi người cùng hiệp thông để dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Teresa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấm u cho tâm hồn. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Teresa được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thưa các bạn cho phép tớ gọi các bạn bằng các cậu với tớ để chứng tỏ rằng chúng ta mãi mãi vẫn là người bạn thân nhất. Từ thời chúng ta cấp sách đến trường đến giờ, không phải hôm nay khi bà Teresa được Chúa thương gọi về mà các bạn đến đây, mà các bạn đã nhiều lần, nhiều lúc đến đây thăm bà. Những lúc bà nằm trên giường bệnh, các bạn đến đây tùy theo thân phận từng người, tùy theo công việc từng người. Có người đến đây với một tấm lòng yêu mến, có những người bạn, bác sĩ mà tôi thật sự tôi tin tưởng bất cứ lúc nào mà khó khăn nhất là những người bạn của tôi lại xuất hiện. Và ngày hôm nay khi bác của tôi ra đi, chúng tôi cũng còn được có nhiều bạn của tôi đến để chăm sóc, làm cho bác đẹp ngày cuối cùng để bác ra đi được thanh thản. Những tấm lòng đó rất là quý hóa và làm vơi đi những nỗi đau khổ trong những giờ phút này. Không những thế, các bạn còn đưa đến những lời kinh tiếng hát trên bên Thiên Chúa, mà tớ nghĩ rằng những lời kinh tiếng hát thực sự từ trong tâm hồn đó, Thiên Chúa sẽ nhậm lời và Ngài sẽ tha bớt những hình phạt mà sớm đưa linh hồn bà Teresa mau chóng trở về nước Chúa. Nhưng con người sống suốt cuộc đời 87 năm của bà không tránh khỏi là xúc phạm những lỗi phạm đến Ngài, thì mong rằng các bạn hãy cùng với tớ tiếp tục dâng lên những lời kinh tiếng hát, những lời nguyện xin để mong rằng Thiên Chúa sớm đưa bà về với Chúa. Tâm tư, tâm lòng của tớ nói như thế. Tớ không biết nói gì hơn, chỉ giờ phút này nguyện xin mẹ Maria bầu cử cùng Thiên Chúa ban cho gia đình các bạn được nhiều sức khỏe và được nhiều hồng ân của Thiên Chúa, và chúng ta luôn gắn kết với nhau lúc vui, lúc buồn. Và giờ đây là ngày cuối rồi, ngày mai 5 giờ sáng cha sở sẽ làm lễ cuối cùng tiễn đưa linh hồn bà Teresa ra nghĩa trang. Mong là các bạn đưa bà đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tăng gia bó rối, có điều gì sơ sót các bạn thông cảm cho tớ gia đình ở đồng bái tạ. Quanh đây xin giã từ một lần cuối,
về quanh đây mắt giọt lệ lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi, ôi dã biệt lòng đầy nát tan. Và này Chúa xin rũ thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin giữ. Lòng tham ước phút giây này không phải tàn theo tháng nào. Tình yêu thương xin nhớ mãi, nhớ mãi trong lời cầu kia. Vậy quanh đây xin vĩnh biệt người nằm xuôi. Vành khăn tang xin ghi tròn hình hài mến thương. Từ nay thôi xa cách trên đời, hẹn mãi sau đến trong nước trời. Xin tái ngộ người đã ra đi. Và lạy Chúa xin rũ thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin giờ. Lòng tham ước giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu. Quanh đây xin dã từ một lần cuối, vì quanh đây mắt giọt lệ lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi, ôi dã biệt lòng đây. Và lạy Chúa xin rũ thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin giờ. Lòng thầm ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu kinh. Và lạy Chúa xin rũ thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin giờ. Lòng thầm ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu kinh. Tình yêu thương xin nhớ cầu.